Mục đích của tuần phim Việt Nam lần thứ nhất là hâm nóng sự ủng hộ của khán giả nhà đối với ngành điện ảnh Việt Nam qua những bộ phim nghệ thuật, thương mại tiêu biểu. Lễ trao giải thành phố bền vững về môi trường ASEAN năm 2008 do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện đã diễn ra vào tối 8 tháng 10. Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh là một trong 10 thành phố đã được trao giải do việc bảo vệ môi trường ở thành phố này được thực hiện tốt, ngày càng có sức hút đối với du khách. Ngoài Hạ Long, còn có các thành phố khác được trao giải là Bangkok, Thái Lan, Malaysia. Đây là giải thưởng được trao trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Môi trường các nước ASEAN lần thứ nhất, được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 10. Giải nhằm tôn vinh và quảng bá hình ảnh các thành phố được vinh danh, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Với 170 triệu bảng Anh, thu nhập trong năm 2007, nhà văn J.K. Rowling, tác giả của Harry Potter, được tạp chí Forbes xếp hạng là nhà văn đắt giá nhất thế giới. Forbes gọi tác phẩm của bà là một hiện tượng của văn học thiếu nhi. Jim Patterson, tác giả cuốn tiểu thuyết trinh thám, đã được dịch ra tiếng Việt Cross, xếp thứ hai trong danh sách với 28 triệu bảng. Năm ngoái, ông xuất bản hai đầu sách và tiêu thụ được 150 triệu bảng trên toàn thế giới. Ở vị trí thứ ba, ông vua truyện kinh dị Stephen King thu được 25 triệu bảng trong 12 tháng qua. Tiếp đến là Tom Clancy, 20 triệu bảng. Daniel C, 17 triệu bảng. Vị trí thứ sáu thuộc về John Graham, 14 triệu bảng. Cuộc đua thuyền buồm quốc tế lần thứ 3 Hồng Kông - Nha Trang sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 10 năm 2008. Đây là cuộc đua thuyền buồm cách 2 năm một lần do Tổng công ty Du lịch Sài Gòn và Câu lạc bộ thuyền buồm Hoàng gia Hồng Kông phối hợp tổ chức. Theo quy định của cuộc đua thì có 3 loại thuyền buồm gồm: Keyboard 1 với chiều dài từ 8 đến 40 m chạy với tốc độ cao, loại Keyboard 2 với chiều dài khoảng từ 8 đến 40 m chạy tốc độ vừa và loại Ocean Mountain Hill với chiều dài từ 10 đến 30 m chạy tốc độ vừa. Các thuyền sẽ khởi hành tại Hồng Kông vào lúc 11 giờ ngày 15 tháng 10 và đến Nha Trang trong ngày 18 tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, ba nhân vật tiêu biểu trong tuần qua mà tôi được